Chào mừng quý vị đến với chương trình Kinh tế Toàn cầu thứ tư ngày 7 tháng 9 phát sóng trên kênh truyền hình SCTV8. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Tổng thống Nga Putin thông qua học thuyết đối ngoại mới. Nga nêu điều kiện để dòng chảy phương Bắc 1 hoạt động trở lại. EU đặt thêm rào cản đối với người Nga xin thị thực nhập cảnh. Lo phản ứng hoạt động cuối cùng của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine đã không còn kết nối với lưới điện sau khi cơ sở này bị ngắt khỏi đường dây điện còn lại. Công ty vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nêu rõ lò phản ứng số 6 đã bị đóng và ngắt kết nối với lưới điện vì đám cháy bùng lên do pháo kích. Đây là lò phản ứng cung cấp lượng điện hạn chế cho hệ thống năng lượng của Ukraine thông qua đường dây dự phòng. Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu và có tổng cộng 6 lò phản ứng. Thời gian gần đây, khu vực xung quanh nhà máy xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Nga và Ukraine cáo buộc nhau pháo kích nhà máy, dẫn tới yêu cầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thanh sát cơ sở này. Ngày 6 tháng 9, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Nga và Ukraine đồng ý về một khu vực phi quân sự xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Nga và Ukraine cam kết không thực hiện các hành động quân sự xung quanh khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, bởi bất kỳ thiệt hại nào gây ra, dù cố ý hay không thì đều có thể gây ra thảm họa, không chỉ cho người dân ở đó mà còn cho khu vực và hơn thế. Theo ông Guterres, Nga và Ukraine cần đạt được thỏa thuận về một bán kính phi quân sự, qua đó Nga sẽ cam kết rút toàn bộ nhân viên và thiết bị quân sự khỏi bán kính đó và các lực lượng Ukraine cũng cam kết sẽ không vào khu vực này. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cùng ngày cũng đã kêu gọi một khu vực an ninh xung quanh Zaporizhia, đồng thời cho biết các chuyên gia của mình đã phát hiện một khu vực bị hư hại ở phía trước nhà máy điện này. Ngày 6 tháng 9, tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua học thuyết đối ngoại mới dựa trên lý tưởng về một thế giới Nga. Văn kiện về chính sách đối ngoại dài 31 trang mà tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông qua có đoạn nêu rõ Nước Nga nên bảo vệ và thúc đẩy những truyền thống và tư tưởng về thế giới Nga. Khái niệm này được biết đến với ý nghĩa thể hiện sự ủng hộ dưới mọi hình thức dành cho những người nói tiếng Nga trên toàn thế giới. Văn kiện đều bật những tư tưởng chính sách chính thức xung quanh những hoạt động chính trị và tôn giáo nhằm thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối cho những người nói tiếng Nga ở khắp mọi nơi trên thế giới. Nội dung chính có đoạn nêu rõ: "Liên bang Nga hỗ trợ cho tất cả đồng bào người Nga sinh sống ở nước ngoài được hưởng đầy đủ các quyền lợi để đảm bảo những lợi ích của đồng bào được bảo vệ và đặc trưng văn hóa Nga được bảo tồn." những mối liên hệ của nước Nga với đồng bào Nga trên toàn thế giới cho phép nước này củng cố hình ảnh trên trường quốc tế là một quốc gia vì một thế giới đa cực. Hạm đội Thái Bình Dương của Nga vừa có cuộc diễn tập quy mô lớn trên vùng biển Viễn Đông. Cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược lớn nhất của Nga trong năm 2022, có tên gọi là Vostok 2022, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 9 tại quân khu phía Đông với sự tham gia của quân đội Nga và các nước đồng minh, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ. Hơn 50.000 quân nhân, 5.000 vũ khí và thiết bị quân sự của Nga và nước ngoài đã có mặt tại 7 thao trường ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động của cuộc tập trận chiến lược năm nay tập trung vào khả năng tác chiến hiệp đồng giữa các lực lượng đồng minh nhằm đảm bảo an ninh quân sự ở khu vực phía Đông. người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay những vấn đề kỹ thuật về việc vận chuyển khí đốt tới châu Âu qua đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 sẽ chưa thể giải quyết cho tới khi phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga. Ngày 31 tháng 8, tập đoàn năng lượng Gazprom đã dừng hoàn toàn việc cung cấp khí đốt qua đường ống này, mặc dù ban đầu dòng chảy phương Bắc 1 được cho là sẽ nối lại hoạt động vào ngày 3 tháng 9, nhưng Gazprom thông báo đường ống trên sẽ đóng cửa vô thời hạn do các vấn đề kỹ thuật. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các vấn đề về việc cung cấp khí đốt tăng lên do các lệnh trừng phạt mà phương Tây, trong đó có Đức và Anh áp lên Nga và không có lý do nào khác đằng sau việc dừng cung cấp này. Quan chức Kremlin cũng khẳng định đó không phải là lỗi của Gazprom mà do châu Âu đã từ chối cung cấp thiết bị vốn được quy định trong hợp đồng, ông Peskov nhấn mạnh việc vận hành đường ống dòng chảy phương Bắc 1 liên quan đến một thiết bị đang rất cần được bảo trì. Ngày 6 tháng 9, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đã ký một thỏa thuận để bắt đầu chuyển sang thanh toán nguồn khí đốt mà Moscow cung cấp cho Trung Quốc bằng nhân dân tệ và đồng rút của Nga thay vì đô la Mỹ. Theo thông báo của Tập đoàn Năng lượng Gazprom, việc cho phép thanh toán bằng đồng rúp và nhân dân tệ là giải pháp đôi bên cùng có lợi cho cả Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Thỏa thuận này sẽ giúp đơn giản hóa việc tính toán và sẽ là hình mẫu cho các công ty khác, đồng thời tạo động lực đẩy mới cho sự phát triển kinh tế của Nga và Trung Quốc. Thông báo của Gazprom không cung cấp thêm chi tiết về cơ chế hoán đổi thanh toán hay khi nào việc thanh toán này bằng đồng rúp và nhân dân tệ sẽ được triển khai. Thỏa thuận trên là một phần nỗ lực của Moscow nhằm giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ, euro và các loại ngoại tệ mạnh khác trong hệ thống ngân hàng của mình cũng như trong thương mại sau khi vấp phải các lệnh trừng phạt của phương Tây do căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã bổ sung 25 công dân Mỹ vào danh sách cấm nhập cảnh vô thời hạn để đáp trả việc Washington gia tăng trừng phạt Moscow. Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người mới bị đưa vào danh sách cấm nhập cảnh bổ sung là các thành viên của Quốc hội Mỹ, quan chức cấp cao, doanh nhân, chuyên gia và nhân vật có ảnh hưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo. Nga nêu rõ nước này sẽ kiên quyết đáp trả các hành động của Mỹ mà Moscow đánh giá là có thể phá hủy quan hệ song phương và leo thang đối đầu giữa hai nước. Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm danh sách này có thể được mở rộng trong tương lai. Ngày 6 tháng 9, ủy ban châu Âu EC công bố nhiều quy định mới đối với du khách nga muốn xin thị thực nhập cảnh liên minh châu Âu. Đây là những biện pháp trừng phạt mới nhất của EU nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đại diện cấp cao về nội vụ của EU, bà Inva Johansson đã công bố đề xuất cơ chế mới đối với việc xin thị thực nhập cảnh vào khối của công dân Nga. Văn bản này dự kiến sẽ nhanh chóng nhận được sự phê chuẩn của các nước thành viên trong những ngày tới. Theo đề xuất trên, người Nga xin thị thực vào khu vực tự do đi lại Schengen, gồm 22 nước EU và Na Uy, Iceland, Thụy Điển và Liechtenstein. Giờ đây sẽ phải trả một khoản phí là 85 euro thay vì 35 euro như trước. Thời gian giải quyết đơn sẽ kéo dài từ 10 đến 15 ngày. Trong một số trường hợp có thể tới 45 ngày. Việc cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người xin thị thực sẽ phải cung cấp một danh sách dài hơn các loại tài liệu cần thiết. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Truss chính thức trở thành tân thủ tướng Anh. Pháp kêu gọi người dân tiết kiệm năng lượng. Theo Iran, Mỹ nếu ngừng đưa... Iran cho biết Mỹ nên ngừng đưa ra yêu cầu bổ sung trong đàm phán hạt nhân. Thông báo của điện Buckingham cho biết đầu giờ chiều ngày 6 tháng 9, ngoại trưởng Liz Truss đã yết kiến Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại lâu đài Balmoral. Nữ hoàng Anh đã yêu cầu bà Truss đứng ra thành lập chính phủ mới đánh dấu việc lãnh đạo của đảng Bảo thủ chính thức trở thành tân thủ tướng Anh thay thế ông Boris Johnson. Trước đó, nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị cũng đã chấp nhận đơn từ chức của ông Boris Johnson khi ông tới diện kiến. Sau khi chính thức được nữ hoàng Anh Elizabeth bổ nhiệm, bà Liz Truss đã có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị thủ tướng tại số 10 phố Downing, đồng thời công bố danh sách nội các mới. Ngày 6 tháng 9, Liz Truss đã chính thức trở thành thủ tướng Anh sau khi được nữ hoàng Elizabeth đệ nhị bổ nhiệm trong một buổi lễ tại lâu đài Balmoral tại Scotland. Kể từ khi ông Gabriel Boric giành chiến thắng và nhậm chức tổng thống hồi tháng 3 năm nay, đây là những thay đổi lớn đầu tiên trong nội các của ông. Theo đó, đáng chú ý nhất là sự thay thế bộ trưởng nội vụ đương nhiệm bằng chính trị gia theo đường lối trung tả Carolina Toha, cùng với đó tổng thư ký phủ tổng thống George Jackson, đồng thời là người phụ trách công tác quan hệ với quốc hội, cũng sẽ được rút khỏi chức vụ hiện tại và thay thế bằng bà Analia Uriet, cựu bộ trưởng dưới thời của tổng thống Michel Bachelet từ năm 2014 đến năm 2018. Ngoài ra, tổng thống Boric cũng quyết định thay thế vị trí người đứng đầu các bộ năng lượng, khoa học và y tế. Phát biểu sau lễ nhậm chức của các bộ trưởng mới, Tổng thống Boric bày tỏ mong muốn những thay đổi này sẽ góp phần củng cố liên minh trong chính phủ để đối phó với những thách thức đang chờ đợi ở phía trước. Sau thất bại trong cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới, Tổng thống Chile Gabriel Boric ngày 6 tháng 9 đã tiến hành cải tổ nội các khi thay thế 5 trong tổng số 14 bộ trưởng nhằm tạo ra sự đồng bộ mới để tiếp tục thúc đẩy tiến trình thay đổi hiến pháp tổng thống pháp emmanuel macron cảnh báo rằng việc tiết kiệm năng lượng bắt buộc có thể phải được xem xét trong những tháng tới nếu những nỗ lực tự nguyện không đủ ông macron cho biết các kế hoạch phân bổ năng lượng đang được chuẩn bị trong trường hợp cần thiết và việc cắt giảm sẽ diễn ra như một biện pháp cuối cùng nhà lãnh đạo pháp tại một cuộc họp báo đã kêu gọi các doanh nghiệp và hộ gia đình ở nước này tiết kiệm năng lượng bao gồm bằng cách giảm hệ thống sửa và điều hòa không khí Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định khoản viện trợ 65 tỷ euro của chính phủ Đức nhằm giúp người dân đối phó với giá năng lượng tăng cao có thể sẽ không ngăn chặn được sự suy thoái của nền kinh tế. Ngày 4 tháng 9, chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã công bố gói cứu trợ thứ ba trị giá 65 tỷ euro, tương đương khoảng 64,5 tỷ đô la Mỹ nhằm giúp các hộ gia đình và doanh nghiệp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng đang trở nên trầm trọng tại nước này. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng gói cứu trợ vẫn không đủ để ngăn chặn sự suy thoái, mặc dù các biện pháp trên sẽ thực sự mang lại một số cứu trợ cho những người yếu kém hơn về tài chính, nhưng nhiều người vẫn hoài nghi rằng gói hỗ trợ này không đủ để bù đắp hết những tác động từ giá năng lượng cao. Trong bối cảnh một số yếu tố thủ tục quan trọng chưa hoàn thiện gói cứu trợ đầy đủ chưa thể có hiệu lực ngay trong năm nay, với khoản hỗ trợ ít ỏi cho các công ty hoặc hộ gia đình không nhận trợ cấp xã hội, các biện pháp của chính phủ khó có thể ngăn chặn nền kinh tế rơi vào suy thoái. Iran cho rằng Mỹ nên ngừng đưa ra các yêu cầu bổ sung trong cuộc đàm phán về khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015, tên chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện JCPOA. Chính phủ Iran nhấn mạnh Cuộc đàm phán liên quan đến JCPOA đang tiếp tục diễn ra và Mỹ nên ngừng đưa ra các yêu cầu bổ sung vì lộ trình mang tính xây dựng đang được thực hiện trong cuộc đàm phán cho đến thời điểm này. Theo đó, Mỹ cần đảm bảo dỡ bỏ lệnh trừng phạt, xác minh việc dỡ bỏ này và hoàn tất các vấn đề đảm bảo đều nằm trong những yêu cầu của Iran trong cuộc thương lượng này. Tehran kiên quyết đưa những yêu cầu của mình vào một thỏa thuận khả thi, đồng thời nhắc lại rằng Iran sẽ không từ bỏ cuộc đàm phán hạt nhân. Iran và Mỹ đang gián tiếp trao đổi quan điểm về một đề xuất gần đây của Liên minh châu Âu EU nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn động liên quan đến việc khôi phục JCPOA. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất có độ lớn 6,8 độ Richter khiến 66 người thiệt mạng và 250 người bị thương tại tỉnh Tứ Xuyên. Ước ừ tính hơn 200 người đang mắc kẹt tại Halloween, một địa điểm du lịch nổi tiếng, trong khi nhiều người khác vẫn mất tích do động đất 6,8 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Theo nhà chức trách, ít nhất 7 trạm thủy điện đã bị hư hại do động đất. Tại huyện Lô Định, hạ tầng điện nước và viễn thông đã bị hư hại nghiêm trọng. Thống kê cho thấy 243 ngôi nhà đã bị sập và 13.010 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra, 4 khách sạn và hàng trăm nhà nghỉ bị ảnh hưởng. Động đất cũng gây mất điện tại một số thị trấn, nhiều đường cao tốc bị sập. Hơn 11.000 người đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ lở đất hoặc sập nhà. Cơ quan khí tượng Trung Quốc cảnh báo, các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất sẽ hứng chịu mưa lớn cho đến ngày 8 tháng 9 và lở đất có thể cản trở công tác cứu hộ. Liên Hợp Quốc cảnh báo tình hình nhân đạo tại Pakistan sẽ trở nên nghiêm trọng hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Á này đang đối phó với lũ lụt. Theo thống kê, hơn 33 triệu người tại Pakistan bị ảnh hưởng trong mùa lũ năm nay với số lượng trận mưa gió mùa nhiều kỷ lục do biến đổi khí hậu. Các trận lũ đã khiến ít nhất 1.325 người thiệt mạng, trong đó có 466 trẻ em, cuốn trôi nhiều nhà cửa, hàng quán, đường xá và nhiều cây cầu. Liên Hợp Quốc đã thiết lập một cầu hàng không để vận chuyển hàng viện trợ cho nạn nhân các vùng lũ. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, hơn 1.460 trung tâm y tế đã bị phá hủy, WHO và các đối tác đã thiết lập hơn 4.500 lán trại y tế, đồng thời phân phát hơn 230.000 bộ xét nghiệm nhanh các bệnh tiêu chảy cấp tính, sốt rét, sốt xuất huyết, viêm gan. WHO nhấn mạnh, các bệnh như trên đang lưu hành tại Pakistan cùng với dịch COVID-19, HIV, bại liệt, và giờ đây tất cả các bệnh này đều có nguy cơ trở nên trầm trọng hơn. Chương trình Kinh tế Toàn cầu xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.